Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023. Số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là một trong hai công trình thanh niên do Thành đoàn Đà Nẵng phát động trong tháng thanh niên năm 2023. Theo đó, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn đã nghiên cứu thông tin tổ chức đồng loạt ra quân xây dựng các sản phẩm tuyên truyền chuyển đổi số với 74 trên 86 địa chỉ đỏ di tích lịch sử, văn hóa nhằm tuyên truyền rộng rãi trên Internet và mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành số hóa địa chỉ đỏ, tích hợp vào mã QR và gắn tại các trụ sở cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương cùng với việc gắn mã qr ở các điểm di tích thành đoàn cũng đã đưa ứng dụng chuyển đổi số bản đồ địa chỉ đỏ thành phố đà nẵng vào hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của thành phố